Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một người phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Suy niệm: thời nay người ta chuộng lối sống thực dụng, có thực mới phục được đạo. Câu nói của Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng thường được viện dẫn: đức tin không việc làm là đức tin chết. Nhưng xem ra, có vẻ Chúa Giêsu ủng hộ Maria, người không làm gì, chỉ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Nhưng xem ra, Ngài không quan tâm mấy đến việc Martha lo phục vụ Ngài, dù cho công việc của Martha cũng cần thiết không kém. Chúa Giêsu cho rằng Maria đã chọn phần tốt nhất, không phải là vì Ngài coi thường việc làm của Martha, nhưng là nhắc nhở Martha: làm gì thì làm, nhưng đừng quên rằng sự hiện diện của Ngài mới là quan trọng nhất. Nếu Martha ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu là thiết yếu, thì cô đã không còn bắt Thầy để ý đến mình, cũng không còn ganh tị với em. Maria đã không chọn điều gì khác mà chọn chính con người Giêsu. Đó là phần tốt nhất nên không ai lấy mất được. Mời bạn. Con người ngày nay có xu hướng đánh giá một người theo giá trị kinh tế, chứ không theo phẩm giá nhân linh. Chọn cuộc sống chạy theo lợi nhuận hơn là sống vì tình, vì nghĩa. Còn bạn là Kitô hữu, bạn có dám chịu thiệt thòi để chọn lựa cách sống như một người có Chúa Giêsu không? Chia sẻ: khi làm việc, bạn sẽ gặp những trường hợp sống trái ngược với sự thật, với tin mừng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Sống lời Chúa, lặp lại nhiều lần với sự xác quyết: không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến Chúa Kitô. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.